miền Nam chơi thì bà có mang theo một chiếc bánh trung thu thập cẩm, trứng muối siêu to khổng lồ con cháu ạ, để bà mời tất cả các anh chị em cô bác cùng con cháu trong chuyến bay của bà hôm nay nhé. Như là cũng gần 40 nồi bánh chưng rồi, bây giờ mới được thấy một cái bánh trung thu siêu to khổng lồ như này. Các bạn cho biết đang có mặt tại sân bay Nội Bài và hôm nay là một buổi sáng mùa thu rất là mát mẻ, rất là đẹp trời. Mấy hôm trước thì Hà Nội còn mưa nhưng mà riêng hôm nay trời nắng rất là đẹp. Và hôm nay thì chúng sẽ đi một chuyến bay rất đặc biệt của Jetstar Pacific. Đó là một chuyến bay mùa trung thu và chúng ta hãy cùng xem là trên chuyến bay mùa trung thu này thì là có cái sự kiện gì vui mà cho biết tin chắc rằng hãng đang chuẩn bị những thứ rất là bất ngờ cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng lên máy bay thôi. Các bạn có thấy kia là ai không? Idol của Travis đó, thần tượng của Travis đó. Và bây giờ thì Travis đã làm thủ tục xong rồi và rất là bất ngờ khi mà biết được hôm nay bà Tân Vlog, idol của Travis, là cũng có mặt trên chuyến bay cùng với Travis luôn. Và không biết là hôm nay thì là trên máy bay thì bà sẽ trình diễn hay bà sẽ giới thiệu cái món gì siêu to khổng lồ đây. Bây giờ thì anh khách lên hết rồi, bây giờ chúng ta cùng bay lên cung trăng khai tổ trung thu. Nhân dịp trung thu 2019, Jetstar Pacific cùng chị Hằng và chú Cuội sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm đáng nhớ. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Hằng và chú Cuội của chúng tôi ạ. Và chuyến bay của chúng ta sẽ còn được đón chào thêm một vị khách đặc biệt nữa. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bà Tân Vlog cùng bánh trung thu siêu to khổng lồ. Chào tất cả các cháu. Các cháu ơi, hôm nay bà đang trên máy bay vào miền Nam chơi thì bà có mang theo một chiếc bánh trung thu thập cẩm, trứng muối siêu to khổng lồ con cháu ạ, để bà mời tất cả các anh chị em cô bác cùng con cháu trong chuyến bay của bà hôm nay nhá. Thì các cháu ơi, bà vui quá, hôm nay bà lại được bay trên chuyến bay hàng không Jetstar các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang chiếc bánh trung thu siêu to khổng lồ ra để bà mời tất cả các anh chị em cô bác cùng các cháu trong chuyến bay hôm nay nhá các cháu nhá. Bà mới lại chị ăn một chút cuội nhá. Các cháu ở nhà
như là cũng gần 40 nồi bánh chưng rồi, bây giờ mới được thấy một cái bánh trung thu siêu to khổng lồ như này và nhìn rất là đầy đặn nha, có trứng muối và nhân tập cộng mà cái loại nhân này là tôi rất là thích nữa. Chào chị Hanh. Rất là ngon các bạn. Thay mặt công chế Star Pacific, chị Hằng, chú Cuội cùng bà Tân Vlog xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các hành khách đã có mặt trên chuyến bay này. Hy vọng là chúng tôi đã mang đến cho quý khách những kỷ niệm đáng nhớ nhân dịp Trung Thu. Chúc quý khách một dịp Trung Thu vui vẻ và một chuyến bay tốt đẹp. Xin cảm ơn và rất mong được đồng hành cùng quý khách trên những chuyến bay sắp tới. Cô cháu rất là vui là bởi vì cháu sẽ nói cháu gọi bằng cô, bởi vì là cô cháu cũng ngang tuổi mẹ cháu thôi, cháu không gọi bà, cô vẫn trẻ lắm cháu không gọi bà đâu. Thì hôm nay là rất là vui là cháu gặp một thần tượng nè. Cháu là nói thật là cháu xem cô là từ lúc đầu luôn. Hôm nay là chúc cô một có một kia mùa Trung Thu thật là vui vẻ và quỳ quần tình hình. Cô bay vui nha. Cháu là 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 c